Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Quân Đá Ninh Bình, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công xây dựng các công trình lăng mộ đá. Vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các bác là các bác ấy muốn xây dựng trước các cái phần mộ. Thế thì cái điều băn khoăn của các bác ấy trong cái vấn đề này là khi mà đặt trước các cái ngôi mộ ấy thì sau này cái việc mà đưa hài cốt vào nó sẽ như thế nào, có gặp cái vấn đề gì khó khăn hay không, và cái biện pháp nào là cái biện pháp tối ưu nhất thì Quân chia sẻ giúp các bác. Thì ở trong video này em sẽ nói chính về các cái việc là làm các cái phần mộ sẵn thì mình cần phải lưu ý những cái yếu tố gì. Và nhân tiện ở đây ấy, thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một số những cái mẫu mộ mà rất là phù hợp để mình làm các cái phần mộ, tức là mộ sẵn ấy. Thì như mà trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây là một cái ngôi mộ đá granite, tức là nó được làm từ 3 viên đá, một là cái phần đế này, phần thân và phần bia. Và cái trường hợp là nếu như các bác chọn cái mẫu này để làm các cái ngôi mộ mà sau này mình dùng cái từ là mình làm để chờ sẵn ấy, thì cái việc mà chúng ta đưa hài cốt vào ấy, nó cũng không khó. Ví dụ như thế này, điều đầu tiên ấy là các bác phải xác định rõ được cái quan điểm là sau này khi mà cái câu chuyện nó diễn ra ấy, thì mình sẽ là hỏa táng hay địa táng hay như thế nào ấy. Tại vì đầu tiên là em cần phải biết được các cái thông tin đó để em tư vấn cho các bác là mình cần xây cái hố huyệt ở bên dưới, kích thước của nó dài rộng bao nhiêu cho nó phù hợp trong từng cái điều kiện, từng hoàn cảnh. Và ví dụ một cái trường hợp cụ thể là sau này khi mà cái việc nó diễn ra thì chẳng hạn như là hỏa táng chẳng hạn, thì các bác chọn cái mẫu mộ này thì khi mà hỏa táng rồi thì cái hũ cốt ấy nó không còn lớn lắm, kích thước của nó cũng vừa vừa thôi, thì các bác là hoàn toàn có thể lắp cái mẫu mộ này trước được. Ví dụ như cái viên dưới đế này này là chúng ta có thể gắn, tức là gắn cố định luôn xuống cái mặt móng ở bên dưới. Nhưng cái thớt thứ hai này và cái phần bia này thì chúng ta chỉ lắp lên đó thôi và chúng ta không gắn. Và sau này khi mà câu chuyện diễn ra ấy, thì chỉ cần nhấc cái viên này ra, nhấc hai cái thớt ở bên trên này ra, đưa cái hài cốt xuống lấp đất đi, đặt cái này lại và khắc bia nữa là xong. Thì cái việc đó nó rất là đơn giản và nó cũng không có gì là phức tạp. Chỉ cần 4 người thôi, ví dụ như chỉ cần khoảng tầm là 4 người có kinh nghiệm một chút, hoặc là dùng các ở trong những cái vị trí mà xe ô tô cẩu ấy nó không vào được, thì có thể là các bác dùng bằng ba lăng xích thì cũng có thể là nâng được. Đấy, và nhiều khi là cái việc mà các bác ấy băn khoăn là những cái ngôi mộ đá này nó rất là nặng ấy, thì sau này làm nó sẽ khó khăn, làm nó sẽ phức tạp. Nhưng mà thật ra là nhiều khi đúng là các bác chưa va chạm ấy thì các bác sẽ nghĩ là nó khó, nhưng mà cái này nó cũng đơn giản lắm, không có gì là khó khăn cả. Và cái điều mà em muốn nhắn gửi đến các bác ở đây đó là gì ạ? Đó là các bác phải rõ ràng được cái quan điểm là sau này mình sẽ chọn cái phương án nào. Ví dụ như là như lúc nãy em vừa nói ấy, nếu mà chọn mỗi một cái hình thức an táng khác nhau ấy, thì nó sẽ có các kích thước khác nhau. Thế nên là ngay từ đầu mình phải rõ ràng cái quan điểm đó, để từ cái việc mà mình xây cái phần âm ở bên dưới ấy, mình phải thiết kế làm sao cho nó chuẩn, cho nó phù hợp với từng trường hợp sau này. Còn khi mà các bác đặt làm những cái ngôi mộ chờ trước ấy, thì có một cái điều mà các bác cần phải lưu ý, đó là cái chất liệu mà các bác lựa chọn thì đó phải là những cái chất liệu đá tốt. Chứ còn tránh cái trường hợp là các bác chọn những cái chất liệu đá mà nó không tốt ấy. Tức là cái này không phải là do mình chọn đâu, mà do các cái đơn vị tư vấn người ta không, có thể là người ta không đưa ra cho các bác trước, để các bác biết rằng là có nhiều trường hợp ấy, làm xong là một thời gian được đâu đó được khoảng tầm 3-4 năm thì nó xảy ra cái hiện tượng là bị nứt. Và lúc đó thì nó sinh ra một cái tâm lý là rất là khó chịu và gần như là dùng cái từ là bức xúc ấy. Thế nên ngay từ ban đầu là khi mà các bác chọn thì các bác phải có một cái tiêu chí nó rõ ràng. Và theo em thì các bác nên hướng đến những, em quay gần lại chút đi, các bác nên hướng đến những cái mẫu mộ đá nó đơn giản thôi. Tại vì càng đơn giản bao nhiêu thì nó sẽ càng bền lâu bấy nhiêu, nó không bị lỗi mốt. Và một cái điều quan trọng nhất đó là các bác phải chọn những cái chất liệu nó mang tính chất bền vững, lâu dài với thời gian nó không bị nứt. Thì một trong những cái chất liệu mà nó phù hợp nhất đó là chất liệu đá granite. Và đối với cái chất liệu đá granite này thì bên em hiện đang có rất là nhiều những cái màu sắc, những cái chất liệu khác nhau. Và mỗi một chất liệu, mỗi một cái loại màu sắc đó nó cũng có những cái ưu điểm khác nhau. Và thường ấy, khi mà làm những cái ngôi mộ chờ thì thời gian gần đây thì em nghe được rất là nhiều những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của các bác ấy, thì các bác ấy muốn rằng là nó bền lâu, nó đơn giản. Tại vì sở dĩ các bác ấy lo trước cái việc này là vì sau này các bác không muốn là con cháu phải vất vả nhiều. Thế nên là cái tiêu chí như em vừa đưa ra đó là cái tiêu chí sản phẩm nó phải tốt, nó phải bền chặt, tránh cái hiện tượng là mới làm được khoảng tầm một thời gian 5-3 năm nó đã xảy ra cái hiện tượng nứt vỡ, thì lúc đó nó rất là chán. Thế nên là các bác cần phải lựa chọn những cái nguyên liệu thật là kỹ. Và có một số những cái yếu tố nó mang tính chất cơ bản, tính chất then chốt khi mà làm các cái phần mộ chờ, đó là các kích thước của phần huyệt này,
xây kỹ thuật như thế nào, làm sao cho nó đảm bảo được sự chắc chắn của các cái phần huyệt. Tất cả những cái điều đó thì em có thể tư vấn giúp quý vị và các bạn được. Và nếu như các bác quan tâm đến các cái vấn đề đó thì các bác điện thoại cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn và em vẽ giúp các bác cái phần âm ở bên dưới để làm sao mình xây cho nó đúng nhất, nó hài hòa nhất và nó đảm bảo tất cả các cái tiêu chí về phong thủy và về kết cấu của xây dựng, để khi sau này mình đặt cái phần mộ lên nó sẽ không xảy ra những cái hiện tượng bị nún, bị nứt và nó đảm bảo cho cái công trình nó được bền chắc. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Xin chào tạm biệt.